Em đang bị lỗi khoảng một ngày. Rồi, xin chào các em. Hôm nay chúng ta đến với tiết học môn giáo dục công dân lớp 9 tuần 6. Tuần rồi là chúng ta đã tìm hiểu được cái nội dung của bài 4 bảo vệ hòa bình. Mình đã tìm hiểu được thế nào là hòa bình và bảo vệ hòa bình. Bạn nào nhắc lại cho các bạn mình nghe coi, từng rồi mình đã học hòa bình là gì, bảo vệ hòa bình là gì? Đối với cái câu hỏi này ha, đây là nội dung của tiết trước. Nếu như mà mình trả lời đúng thì cô sẽ ghi nhận điểm cho mình. Nhưng mà với một điều kiện là khi mình trả lời là mình phải bật camera lên cho cô thấy, là mình nhìn lên cái màn hình mình trả lời chứ không phải mình nhìn vô vỏ để mình nói nha. Rồi, cô mời bạn nào đó phát biểu ý kiến thôi. Ai trả lời được? Hòa bình là gì các em? Bạn nào trả lời được? Hòa bình là gì? Các em muốn phát biểu mình bật vô cái biểu tượng bàn tay đó ha, cô sẽ mời mình phát biểu. Được không các em? Hòa bình là gì? Rồi, nếu như mà bạn nào không có bạn nào nói thì cô xin nhắc lại ha. Hòa bình tức là mình hiểu là tình trạng không có chiến tranh, phải không các em? Không có chiến tranh hay là xung đột vũ trang ha. Là mối quan hệ hiểu biết, hợp tác, tôn trọng, bình đẳng giữa các quốc gia, dân tộc với nhau, hay là khát vọng của toàn nhân loại. Còn bảo vệ hòa bình tức là mình làm mọi việc để gìn giữ cuộc sống xã hội này bình yên, dùng thương lượng đàm phán để giải quyết mâu thuẫn, để tránh chiến tranh xảy ra. Đó là cái nội dung của tuần rồi mình tìm hiểu đó. Rồi hôm nay mình sẽ đi tìm hiểu tiếp cái nội dung tiếp theo. Đó là phần số 2, vì sao cần phải bảo vệ hòa bình. Các em ghi cái phần số 2 này vào vở nha các em. Phần số 1 mình đã ghi rồi ha, tuần rồi mình học đó. Bây giờ mình xuống dòng ghi số 2 nhỏ, vì sao cần phải bảo vệ hòa bình. Em theo kịp không các em? Theo kịp không? Đâu mình bật mic lên mình trả lời cho cô coi mình nghe rõ không, kịp không? Kịp. Dạ kịp cô ơi. Rồi. Rồi ghi xong phần số 2 chưa? Dạ rồi. Rồi ha. Rồi bây giờ cô sẽ cho mình xem một cái đoạn clip nói về vì sao cần phải bảo vệ hòa bình. Thank you.
Rồi, đó là một cái đoạn clip nói về một cái vụ khủng bố ở New York, Mỹ đó các em, ngày 11 tháng 9 năm 2001 đó. Sau khi mình xem cái đoạn clip đó, các em có suy nghĩ gì? Các em trả lời coi, mình có cái suy nghĩ gì sau khi mình xem cái đoạn clip này? Mình có suy nghĩ gì các em? Cô mời bạn Bùi Võ Trung Nguyên. Dạ. Em có suy nghĩ gì sau khi mình xem một cái đoạn clip đó? Dạ cô, em thấy đoạn clip đó nó Sao kinh em? khủng rồi. Kinh khủng. Cái gì kinh khủng? Đoạn clip về vụ khủng bố 11 tháng 9. Vụ khủng bố 11 tháng 9 rất là kinh khủng, hay gì là chiến tranh rất là kinh khủng đúng không? Rồi, Dạ. cô cảm ơn ý kiến của em. Cô mời bạn khác, cô mời bạn Mỹ Duyên. Em có suy nghĩ gì về cái đoạn clip đó, Mỹ Duyên? Theo cô là khi chiến tranh xảy ra thì số lượng người chết không thể nào đếm được, thấy em thấy rất là thương tâm. Rồi, cô cảm ơn Mỹ Duyên ha, bạn trả lời rất là chính xác luôn. Nghe, vậy là qua cái vụ khủng bố ở New York, Mỹ nó kèm 11 tháng 9 đó, nghe, năm 2001, và theo thống kê là khoảng 10.000 người chết ở Mỹ. Nghe, đó là một cái con số thật là khủng khiếp, không chỉ là riêng ở nước Mỹ mà toàn thế giới. Nghe, cái sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 nó là một cái nỗi ám ảnh cho toàn nhân loại, nghe, về cuộc chiến tranh. Vậy theo các em mình suy nghĩ coi, giữa một đất nước hòa bình không có chiến tranh với một đất nước luôn xảy ra khủng bố, bạo loạn, chiến tranh thì em sẽ chọn sống ở đất nước nào và vì sao? Đâu các em suy nghĩ coi, mình sẽ chọn sống ở đất nước nào, vì sao? Cô mời bạn Khanh. Khanh Dạ chính là thưa bạn. cô, em chọn sống ở đất nước hòa bình. Vì sao em? Dạ thưa cô, vì sống ở nước hòa bình sẽ không có chiến tranh, không có chết chóc. Không có chiến tranh, không có chết chóc. Và cô cảm ơn ý kiến của bạn Khanh. Cô mời bạn Kiệt. Em có ý kiến gì không Kiệt? Dạ không. Rồi không, cô mời bạn Kim Đào. Cô vẫn không. Kim Đào 97. Dạ thưa cô là không. Không. Rồi, nếu mà không có ý kiến gì thì cái phần trả lời của bạn nãy nói chung là tương đối đúng ha. Cô sẽ bổ sung thêm ha. Ở giữa một đất nước hòa bình không có chiến tranh với một đất nước mà luôn xảy ra khủng bố, bạo loạn, chiến tranh thì chắc chắn các em sẽ chọn sống ở đất nước hòa bình, phải không? Cũng giống như cô cũng chọn cho mình sống ở một đất nước hòa bình. Vì sao? Thì mình thấy rất rõ trong cái đoạn clip đó ha. Hòa bình nó là khát vọng của toàn nhân loại, còn chiến tranh nè, hồi nãy mình xem một cái đoạn clip ha. Bây giờ các em quan sát lên cái màn hình. Sống ở một đất nước hòa bình thì con người sẽ cảm thấy sao các em? Bình yên, phải không các em? Được hạnh phúc, được ấm no, được chăm sóc, được dạy dỗ, được trẻ em được đến trường học. Còn sống trong một đất nước chiến tranh khủng bố thì sao? Nó là một cái nỗi ám ảnh của con người. Con người cảm thấy lo sợ, phải không các em? Đau thương, tan tóc, chết chóc, mất mát rất là nhiều ha. Vì vậy ai cũng mong muốn cho mình sống trong một đất nước hòa bình. Vậy theo các em, vì sao chúng ta cần phải bảo vệ hòa bình để được sống trong đất nước hòa bình? Rồi trở lại cái nội dung coi. Vậy theo các em, vì sao mình cần phải bảo vệ hòa bình? Cô mời bạn Ngọc vào. Theo em, vì sao mình cần phải bảo vệ hòa bình nè? Ngọc dạy lớp nào vậy cô? Ngọc vào chính là 7. Bạn Ngọc vào chính là 7. Em còn đó không vào? Rồi cô mời bạn khác đi. Bạn vào suy nghĩ thêm nha.
Quốc di, quốc di chính là bảy. Theo em vì sao mình cần phải bảo vệ hòa bình? Dư cô là chúng ta cần bảo vệ hòa bình, vì khi chúng ta bảo vệ hòa bình thì không có chiến tranh loạn lạc, thì sẽ có một đất nước bình yên để chung sống. Rồi, cô cảm ơn câu trả lời của bạn Duy ha. Bạn trả lời cũng đúng đó, nhưng mà cô sẽ bổ sung thêm ha. Vì sao cần phải bảo vệ hòa bình thì qua những cái hình ảnh, qua cái đoạn clip đó thì mình hiểu là gì? Hòa bình đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên cho con người. À, còn chiến tranh là đem lại đau thương, nghèo nàn, lạc hậu, bất hạnh cho con người. Vì vậy chúng ta cần phải chung tay để bảo vệ hòa bình, xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên. À, cái nội dung này các em ghi vào vở để mình học nha các em. À, các em ghi vô vở đi các em. Rồi, à, các em ghi xong nội dung đó mình xuống dòng mình ghi tiếp cái nội dung là hiện nay chiến tranh xung đột vũ trang vẫn còn đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Nha. Nó là nguy cơ đối với nhiều quốc gia, nhiều khu vực trên thế giới. Chỉ là hiện nay trên thế giới vẫn còn xảy ra chiến tranh và xung đột vũ trang. Mà gần đây nhất, mà gần đây nhất đó là cuộc chiến tranh hay xung đột vũ trang nào ở nước nào các em biết không các em? Nào các em suy nghĩ coi. Dạ cô là Rồi, Afghanistan. mình. Rồi, Afghanistan. Rồi, cô cảm ơn bạn Triết ha, bạn trả lời đúng rất chính xác. Còn hết các em. Gần đây xảy ra những cái cuộc chiến tranh hay là xung đột vũ trang nào, những cái cuộc khủng bố nào ở nước nào ngoài Afghanistan? Còn không các em? Rồi, cô giới thiệu thêm ha. À, gần đây thì có những gì xảy ra cuộc chiến tranh khủng bố ha, hoặc là xung đột vũ trang giữa binh sĩ Mỹ ha, chiến đấu với Afghanistan gần 20 năm qua giống như nãy bạn vừa nói đó ha. Hoặc là căng thẳng giữa Mỹ và Iran ha, đã gia tăng đến một cái mức độ nguy hiểm ha. Đây là căng thẳng giữa Mỹ và Iran nè các em. Hoặc là ở Nam Sudan ha, mình cũng biết đó, ở Nam Sudan cũng đang chìm trong cái tình trạng là hết sức loạn lạc. Cuộc chiến ở quốc gia này đã khiến cho 2,2 triệu người phải đi tị nạn và 1,5 triệu người mất nhà ở. Chiến tranh thật là khủng khiếp nha. Vì vậy chúng ta phải chung tay bảo vệ hòa bình để xây dựng thế giới này một cuộc sống hòa bình cho nhân loại. Các em ghi cái nội dung nãy rồi chưa các em? Chưa cô. Mình ghi xong. Chưa ghi xong nữa hả? Ghi tới đâu rồi? Mình tranh thủ mình ghi lẹ lên các em. Nếu như mình thấy mình ghi chậm á, các em chụp màn hình lại cũng được nha. Mình chụp màn hình lại rồi mình bổ sung sau. Rồi xong chưa các em? Dạ xong. Xong rồi ha. Rồi ba bức tranh hồi nãy cô vừa giới thiệu đó, vậy là hiện nay trên thế giới ha, xung đột vũ trang vẫn còn đang xảy ra một số nơi, và nói chung là những cái cuộc chiến tranh đó sẽ là nguy cơ đối với nhiều quốc gia, nhiều dân tộc trên thế giới. Vậy theo các em ha, để góp phần bảo vệ hòa bình cho thế giới, để chiến tranh không còn xảy ra, để các em nhỏ không phải mất cha mẹ, không phải sống lang thang đói khát, thất học, thì chúng ta cần phải làm gì? Theo các em là chúng ta cần phải làm gì để góp phần bảo vệ hòa bình cho thế giới? Đâu cô mời, đâu các em suy nghĩ coi. Rồi cô mời bạn Đăng Khoa 958.
Được cô. Để bảo vệ hòa bình cần phải xây dựng mối quan hệ tôn trọng, bình đẳng, thân thiện giữa con người với con người, thiết lập mối quan hệ hiểu biết, hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Rồi, cô cảm ơn bạn Đăng Khoa ha, bạn trả lời rất là chính xác. Ngoài hai cái ý bạn vừa nói ha, cô sẽ giới thiệu thêm cho các em ha, để góp phần bảo vệ hòa bình ha. Thì chúng ta có thể làm những cái việc hàng ngày chúng ta nè, làm là ví dụ như mình có thể tham gia meeting vì hòa bình ha, tham gia thể thao vì hòa bình, sứ giả hòa bình, hoặc là mình tham gia vẽ tranh tuyên truyền cổ động ha, vì chủ đề hòa bình, giao lưu văn hóa vì hòa bình, hoặc là thuyết trình khát vọng hòa bình, khát vọng sống. Đây chính là những việc làm mà con người có thể làm để góp phần bảo vệ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh. Mình biết rồi đó, đối lập với hòa bình đó chính là chiến tranh. Hòa bình đó là khát vọng của toàn nhân loại, còn chiến tranh là gì các em? Là gì? Chiến tranh là gì các em? Là nỗi ám ảnh ha. Ám ảnh của con người. Vì vậy chúng ta phải chung tay bảo vệ hòa bình. Rồi, cái nội dung tiếp theo. Các em xuống dòng, các em ghi cho cô cái phần số 3, biểu hiện của lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày. Các em ghi tiếp xuống dòng đó các em. Số 3 nhỏ, biểu hiện của lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày. Rồi, để hiểu được biểu hiện của lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày là như thế nào, cô sẽ đưa ra một cái bài tập cho các em cùng trả lời. Cái bài tập này là có trong sách Bác Hồ và những bài học dành cho học sinh lớp 9 đó các em. Cái bài 5 cánh cửa hòa bình đó ha. Yêu cầu của cái bài này là những cái hành vi nào sau đây là thể hiện lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày. Phía dưới là có 8 hành vi. Bây giờ yêu cầu mình là mình phải suy nghĩ coi mình chọn cái hành vi nào là cái hành vi biểu hiện lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày. Nào cô mời bạn bạn Đăng Khoa. Dạ cô, những hành vi thể hiện lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày là biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến người khác, biết xây dựng mối quan hệ thân thiết, bình đẳng, hòa thuận với mọi người. Rồi, giao lưu kết bạn với bạn bè quốc tế, biết thừa nhận, học hỏi những điểm tốt ở người khác, biết chia sẻ, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Rồi cô cảm ơn câu trả lời của bạn Khoa. Những bạn còn lại các em có ý kiến gì không các em? Rồi cô mời bạn Thiện, chính là 7 nhận xét coi bạn Khoa mình trả lời đúng không Thiện? Hay là em có ý kiến khác? Nếu cô là đúng. Rồi cô cảm ơn phần nhận xét của bạn Thiện ha. Rồi bây giờ mình nhìn lên màn hình mình xem coi bạn Khoa trả lời đúng hay không ha. Hành vi biểu hiện của lòng yêu hòa bình bạn cho rằng đó là hành vi thứ nhất. À, rất chính xác ha, biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác. Hành vi thứ hai ha, biết xây dựng mối quan hệ thân thiết, bình đẳng, hòa thuận với mọi người. Hành vi thứ ba, giao lưu kết bạn với bạn bè quốc tế. Hành vi tiếp theo đó là biết thừa nhận, học hỏi những điểm tốt ở người khác. Và hành vi cuối cùng đó là biết chia sẻ, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đây chính là những hành vi biểu hiện của lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày. Ở tiết trước cô có nói rồi đó, hòa bình không chỉ là tình trạng không có chiến tranh, mà hòa bình còn được hiểu theo một cách khác là mình biết lắng nghe, mình biết tôn trọng ý kiến của người khác, nghe mọi người đối xử bình đẳng, tôn trọng. Ha, biết chia sẻ, biết giúp đỡ khi những người xung quanh chúng ta gặp khó khăn đó, ha, đó chính là cuộc sống hòa bình. Rồi, cái phần trả lời của bạn Đăng Khoa nãy qua cái bài tập này rất là chính xác ha. Cô sẽ ghi nhận cái cho bạn Đăng Khoa cái phần điểm là bạn trả lời đúng ấy, cô ghi nhận 10 điểm ha. Rồi, cô có lời khen cho bạn Khoa. Những cái hành vi này mà nãy giờ bạn trả lời nó cũng là cái nội dung bài học chúng ta học phần 3 đó các em. Vậy là biểu hiện của lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày. Các em ghi 4 cái ý này vô các em. Tức là mình biết lắng nghe, biết đặt mình vào địa vị của người khác để hiểu, thông cảm với họ. Mình biết thừa nhận những điểm khác với mình. Biết dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mâu thuẫn. Sống hòa đồng, không phân biệt, đối xử kỳ thị với người khác. Các em ghi cái 4, 4 ý này vô dở. Mình thấy nó dài quá, mình có thể chụp màn hình đó nghe. Chụp cái màn hình điện thoại lại thôi, mình bổ sung vô. Trong cái tiết học ha. Mình tích cực giơ tay phát biểu hoặc là những cái bài tập nào đó cô đưa ra ha,
Hơi khó gì đó, mình suy nghĩ mình trả lời. Nếu như mình trả lời đúng đầy đủ hoàn chỉnh hết thì cô sẽ ghi nhận điểm cho mình, và cái phần điểm đó là cô sẽ lấy vào cái điểm cột miệng nha các em. Vì vậy mình tích cực ha, mình nghiên cứu bài trước ha, mình lắng nghe cô giảng để mình giơ tay phát biểu ha, mình lấy điểm. Các em muốn phát biểu mình nhắn vô cái biểu tượng giơ tay đó nghe các em. Nếu như máy mình mà không có cái biểu tượng giơ tay thì mình bật cái camera lên nhé, rồi mình giơ tay, đừng cô quan sát cô thấy mình giơ tay, cô mời mình phát biểu. Các em ghi xong phần số 3 này chưa các em? Dạ rồi. Dạ rồi ha, rồi. Đây chính là những biểu hiện của lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày. Và cái nội dung phần số 3 này cũng là kết thúc nội dung của bài 4 bảo vệ hòa bình mà chúng ta đã học. Bây giờ trước khi kết thúc cái nội dung bài 4 này, cô sẽ có bài tập đưa ra cho các em trả lời ha. Và cái bài tập cô đưa ra là mình nhanh tay ha. Mình trả lời đúng thì cô sẽ ghi nhận điểm cho mình. Nha, coi mình có hiểu bài hay không nha. Rồi các em quan sát lên màn hình nha các em. Câu đầu tiên, con vật nào là biểu tượng của hòa bình? Bạn nào biết? Đây, cô coi bạn nào giơ tay trước nha. Rồi cô mời bạn Võ Minh Triết. Dạ cô là bồ câu. Bồ câu là biểu tượng của hòa bình. Rồi cô cảm ơn bạn Triết. Những bạn còn lại các em có ý kiến gì không các em? Minh Nhật có ý kiến gì không Minh Nhật? Dạ con đồng ý ý kiến với bạn. Rồi cô cảm ơn bạn Nhật ha, bạn Nhật nhận xét rất là chính xác luôn, vậy là con vật nè là biểu tượng của hòa bình chính là bồ câu ha, rất là chính xác. Rồi, cô nhận bạn trước cái phần trả lời đúng đó 10 điểm. Là câu thứ hai, câu thứ hai này mà mình suy nghĩ nhanh, mình giơ tay lên ha, mình trả lời đúng mình sẽ được điểm ha. Câu thứ hai, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức tuyên bố lấy ngày nào hàng năm để kỷ niệm ngày quốc tế hòa bình? Cô mời bạn Mai Xuân, 98, Xuân Mai hay Mai Xuân? Dạ em chưa nghĩ ra cô. Chưa nghĩ ra hả? Rồi vậy là rồi cô mời bạn khác. Rồi bạn Tý, Quỳnh Tý. Dạ hô cô là ngày 21 tháng 9. Ngày 21 tháng 9. Sao em biết ngày 21 tháng 9 là ngày quốc tế hòa bình? Dạ Hả Tý? Sao em biết? Hả sao? tại Sao em biết? em trả lời đại á con, Hả? Em em trả trả lời lời đại đại ha. Rồi bây giờ bạn trả lời đại, bây giờ mình nhận xét coi cái phần trả lời đại của bạn có được ghi điểm không ha. Vậy là ngày quốc tế hòa bình mà được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức tuyên bố là kỷ niệm ngày quốc tế hòa bình, đó chính là ngày 21 tháng 9. Thì cái phần trả lời đại của bạn rất là chính xác luôn ha. Vậy là cô ghi nhận cái điểm cho bạn Tỷ trả lời đúng ha, 10 điểm. Rồi, các em nhớ cho cô cái ngày này ha, ngày 21 tháng 9 là ngày quốc tế hòa bình. Rồi hai câu hỏi. Hai câu hỏi này cũng là kết thúc cái nội dung bài học hôm nay. Về nhà các em, ở nhà các em xem trước cái nội dung bài tiếp theo là bài 5 nha các em, để tuần sau chúng ta học. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Rồi lớp trưởng 97 báo cáo cho cô số lượng coi em. Dạ, con là sĩ số lớp em là 3.